Chào mừng các anh chị đến với khu dân cư Waterhaven tại vùng Poikup, Melbourne. Đây là một trong những khu dân cư được phát triển khá nhanh và đẹp, do đó đây cũng chính là niềm mơ ước của rất nhiều người khi đến đây tham quan. Khu dân cư Waterhaven chỉ cách thành phố khoảng 20 cây số với hệ thống đường cao tốc và phương tiện công cộng rất thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài ra, nơi đây cũng đã hình thành nên các trường đại học lớn khá nổi tiếng từ tiểu học đến đại học như Đại học Victoria, Bệnh viện và các khu vui chơi thể thao. Thêm vào đó chính là các công viên sạch đẹp rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi bên ngoài như dã ngoại hay nướng barbecue ngoài trời cùng gia đình và bạn bè. Đáng chú ý nhất là khu thương mại lớn Poikup Tower vừa hoàn thành không lâu với hơn 130 shop bao gồm các công ty lớn như Coles, Harry's Crab, Aldi, Target. Trong đó còn có rất nhiều quán cà phê và khu ăn uống, tất cả đều ngay dưới chân bạn và hệ thống shopping với rất nhiều mặt hàng đa dạng từ các hãng nổi tiếng tại Úc hay trên thế giới. Waterhaven nằm tại trung tâm vùng Poikup và là khu dân cư phát triển sau cùng còn lại ở vùng này. Khi đến đây, các anh chị sẽ tận hưởng ngay một không gian với những hồ nước đầy lãng mạn dài hơn 2 cây số và một công viên lớn với hơn 18 hecta đất. Vì thế, rất nhiều gia đình đã chọn mua nhà và đất tại vùng này trong những năm gần đây, với các nhà xây cất khá nổi tiếng và giá thành khá phù hợp với túi tiền bạn. Khi mua nhà tại Waterhaven, anh chỉ có thể ở hoặc cho thuê ra với giá tương đối cao. Một lần nữa xin được chào mừng các anh chị đến với khu dân cư Waterhaven, Poikup. Hãy cùng nhau tận hưởng một chân trời mới trong một tương lai không xa. Sau đây là hành trình từ thành phố để đến xem những ngôi nhà được xây cất từ công ty Legacy Home. Khu mua sắm Shopping Century Lake cũng là một trong những khu mua sắm khá lớn tại vùng Poikup. Century Lake là khu được hình thành và phát triển cách đây không lâu tại vùng Poikup. Sân tập golf lớn đẹp và nổi tiếng trong vùng này. Trước mắt anh chị là khu mua sắm Poikup Tower. Và đây xin chào đón anh chị đến với khu Waterhaven.
Hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến anh chị căn nhà 2 tầng địa chỉ số 71 Garden Terrace Poikup vừa mới hoàn thành và chuẩn bị giao cho chủ nhà, là người hiện tại đang sống và làm việc tại Việt Nam, và anh cũng đã quyết định mua căn nhà này với mục đích là đầu tư cho thuê ra. Nhà xe có thể đậu được 2 chiếc xe hơi. Thưa anh chị, đây là căn phòng nằm tầng trệt gần cửa ra vào của gian nhà và có thể sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng học. Tiếp theo là gian phòng khách khá rộng dành để tiếp khách. Theo như anh chị thấy, toàn bộ nhà đều được trải thảm và gắn màn treo cả tầng dưới và trên lầu. Khi đi vào trong hơn, đây là phòng khách thứ hai của gia đình dành cho những khách khá thân thiết của chủ nhà, và tại phòng khách này cũng được kèm với nhà bếp. Nhà bếp được đặt trong một diện tích khá rộng và được lót gạch với đầy đủ tiện nghi như máy rửa chén, bột rửa chén bằng inox, máy hút khói, lò nướng, bếp nấu chính hiệu. Ngoài ra, rất nhiều kệ và tủ đựng đồ trong bếp, tủ đựng đồ ăn khô. Dưới đất có một toilet riêng dành cho khách và những người trong gia đình có thể sử dụng. Đây là phòng giặt. Bên trong có hộc để quần áo dơ từ phòng trên lầu xuống đất mà không cần phải mang xuống lầu. Tiếp theo xin được dẫn anh chị lên các phòng trên lầu của ngôi nhà. Trên lầu tất cả là 4 phòng ngủ, trong mỗi phòng đều có tủ đựng đồ xếp và tủ đựng đồ máng khá lớn. Phòng sinh hoạt chung của gia đình phía trên lầu. Cùng nhau bước vào bên trong căn phòng ngủ lớn nhất trong nhà, hay còn được gọi là căn phòng ngủ master. Trước toilet riêng của phòng là phòng nhỏ để quần áo khá rộng rãi, hy vọng sẽ làm hài lòng các anh chị, đặc biệt là những người thích mua sắm. Tiếp theo sau đó là phòng tắm và toilet riêng.
Đây là phòng tắm dành cho 3 phòng ngủ trên lầu còn lại. Đây là căn phòng ngủ thứ ba. Và tiếp theo là căn phòng ngủ thứ tư. Ban công rộng rãi và được lót gỗ khá đẹp phía trên lầu. Một lần nữa chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt các anh chị.